Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển nữ Hà Lan và nữ Bồ Đào Nha. Đây là trận đấu thuộc lượt trận đầu tiên của vòng bảng vòng chung kết FIFA World Cup bóng đá nữ và sẽ được diễn ra vào lúc 14:30 ngày 23 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá của trang 868VIP đưa ra ở trận đấu này, thì các cầu thủ nữ Hà Lan sẽ là những người được đánh giá của trên và sẽ chấp nữ Bồ Đào Nha với mức kèo là 1,25. Mức kèo phải hạ xuống còn một trái và tăng 1,5. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 3 trái và 2,5. Tỷ kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là các bạn đang cần tìm kiếm một trang uy tín và chất lượng, đặc biệt là trả thưởng mau lẹ để các bạn có thể là chơi giải trí những môn thể thao, thì các bạn nên đến với 868VIP nha. Đến đây thì các bạn sẽ được tặng ngay 100% ở lần nạp đầu tiên. Và ngoài ra thì các bạn sẽ được hoàn trả đến 1.25%. Chi tiết của trang thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả để cập nhật thêm. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Thì trong quá khứ, đội tuyển nữ Hà Lan và nữ Bồ Đào Nha cũng đã có 3 lần gặp nhau. 3 lần gặp nhau đó thì nữ Hà Lan bất bại trước nữ Bồ Đào Nha với 3 chiến thắng liên tiếp. 5 trận thi đấu gần nhất của nữ Hà Lan thì nữ Hà Lan thắng 4 và thua 1. 5 trận thi đấu gần nhất của nữ Bồ Đào Nha thì nữ Bồ Đào Nha thắng 1, hòa 2 và thua 2. Và ở lần chạm trán này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình, mặc dù là kèo chấp nó cũng từ một trái trở lên, tuy nhiên thì mình vẫn đặt niềm tin vào nữ Hà Lan chấp 1,25, hoặc là bạn nào an toàn hơn, bạc nó cũng hơi thấp một chút, lựa mức kèo nữ Hà Lan chấp một trái thôi nha. Vì sao? Thứ nhất là nếu mà xét về thể lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại mà so với nữ Bồ Đào Nha thì nữ Hà Lan đang được đánh giá là nhỉnh hơn nữ Bồ Đào Nha khá là nhiều. Thứ hai nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì nữ Hà Lan cũng còn đang vượt trội hơn so với nữ Bồ Đào Nha nữa. Ngay ngày đầu ra quân ở vòng bảng gặp một đối thủ là tân binh của World Cup cũng không có quá nhiều kinh nghiệm và hiện tại thì đang mất phong độ nữa, thì cũng không lý do gì mà nữ Hà Lan không tận dụng được cái ưu thế này để có chiến thắng trước nữ Bồ Đào Nha ngay ngày đầu ra quân cả. Với mức kèo thế này cộng với thực lực nhỉnh hơn, phong độ tốt hơn, hiệu suất ghi bàn ổn định hơn thì vượt qua được một nữ Bồ Đào Nha đang mất phong độ này với cách biệt là 2 bàn ở trận đấu này, mình nghĩ cũng sẽ không phải gọi là quá khó đối với nữ Hà Lan đâu. Cho bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn nữ Hà Lan chấp nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 3 trái và 2,5. Thì nói đi cũng phải nói lại là mặc dù trận đấu này nữ Bồ Đào Nha họ không được đánh giá cao và cái thành tích thi đấu của họ ở 5 lượt trận gần đây á, thì cũng không mấy thật sự gọi là tốt, nhưng mà hàng thủ của họ chơi cũng ổn nha các bạn. Họ đá mặc dù là thua nhưng mà họ thua cũng không nhiều và hàng thủ để thủng lưới rất ít, và với cái lối đá như vậy thì có thể là sẽ gây một chút khó khăn cho nữ Hà Lan. Chứ đón trận đấu này nhiều khả năng là nữ Hà Lan họ chỉ thắng kèo trên thôi, chứ muốn thắng đậm được nữ Bồ Đào Nha cũng không phải là dễ đâu. Chứ đón sẽ là 2-0 hoặc là nhiều lắm là 3-0 nghiêng về cho nữ Hà Lan. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên lựa kèo xỉu 3 ngay từ đầu nha, và đá nhẹ thôi. Khi nào đâm một bàn rồi tài xỉu nó hơn 3 trái thì lúc đó các bạn hãy nên vào xỉu thì muốn có các bạn. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,5 và tài xỉu là 1,25. Thì giờ hiệp 1 có thể là hai đội cũng sẽ khá thận trọng, và nữ Bồ Đào Nha thì họ cũng có thể lực sung mãn thì hiệp 1 họ sẽ gây khó dễ cho nữ Hà Lan, thì có thể là hiệp 1 nữ Hà Lan họ cũng sẽ chưa triển khai tấn công nhiều được đâu. Do đó có thể là hiệp 1 nữ Hà Lan họ chỉ thắng được một bàn mà thôi. Hiệp 1 các bạn chọn nữ Hà Lan chắc nha và đá xỉu 1,25. Nhưng mà hiệp 1 thì các bạn ưu tiên chọn kèo xỉu 1,25 không cũng được rồi. Đó là cho đó một chút kèo là chọn nữ Hà Lan và xỉu ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc quý vị may mắn nha.